Kiều Anh và Xuân Hùng xin kính chào quý khán thính giả đến với phần điểm tin thế giới. Thưa quý khán thính giả, điểm tin thế giới hôm nay kính mời quý vị theo dõi các tin sau đây do Võ Thái Hà tóm lược. Virus Corona, Quốc hội Pháp bật đèn xanh thiết lập tình trạng khẩn cấp y tế. Trước tình hình dịch virus Corona ngày càng lan rộng và trở nên nghiêm trọng, Hạ viện Pháp đã thông qua dự luật tình trạng khẩn cấp y tế trong đêm 21 rạng sáng ngày 22 tháng 3 năm 2020. Dự luật sẽ được Thượng viện thảo luận trong ngày 22 tháng 3. Theo AFP, văn bản này cho phép chính phủ có quyền ban hành nhiều biện pháp, đặc biệt như phong tỏa, hạn chế di chuyển, trưng dụng, huy động nhân lực trong vòng 2 tháng. Chính phủ cũng được ra sắc lệnh về các biện pháp hỗ trợ các doanh nghiệp và hoãn vòng 2 bầu cử địa phương. Ngoài ra, dự luật còn cho phép gia tăng các biện pháp trừng phạt. Người vi phạm quyết định phong tỏa sẽ bị phạt 135 euro, nếu tái phạm trong vòng 15 ngày sẽ bị phạt 1.500 euro, và nếu vi phạm 4 lần trong vòng 30 ngày thì sẽ bị phạt 3.700 euro và tối đa là 6 tháng tù. Để người dân tuân thủ nghiêm ngặt hơn, nhiều thành phố đã tự ban hành lệnh giới nghiêm từ 22 hoặc 23 giờ đến 5 giờ sáng ngày hôm sau. Chính phủ Pháp sẽ ra quyết định về thời hạn kéo dài và quy mô của lệnh phong tỏa trên toàn quốc sau phiên họp với Ủy ban Khoa học ngày 23 tháng 3. Bộ trưởng Y tế Pháp cũng nhấn mạnh đến việc có thể tăng số lượng xét nghiệm khi hết phong tỏa. Các biện pháp mạnh tay của chính phủ được đưa ra trong bối cảnh dịch COVID-19 ngày càng lan rộng tại Pháp. Theo tổng kết tối ngày 21 tháng 3, Pháp có 14.459 ca nhiễm virus corona, trong đó có 1.525 trường hợp nặng và 562 người chết, có nghĩa là thêm 112 người chết trong vòng 24 giờ. Tuy nhiên, Bộ Y tế Pháp cho rằng trên thực tế có thể có từ 30.000 đến 90.000 người bị nhiễm virus corona. Trước tình trạng quá tải ở một số bệnh viện vùng Grand Est, được coi là ổ dịch của Pháp, hai nước láng giềng Đức và Thụy Sĩ cho biết sẽ đón một số bệnh nhân Pháp trong tình trạng nguy kịch cần máy trợ thở. Cụ thể, vùng Baden-Württemberg của Đức chuẩn bị 12 giường bệnh, còn ba tổng bang của Thụy Sĩ sẽ tiếp nhận 6 bệnh nhân Pháp. Trên Twitter, Chủ tịch Hội đồng tỉnh Heltrin cảm ơn tình liên đới của các bệnh viện vùng biên giới. Trước đó, nhiều bệnh nhân nặng ở vùng Grand Est cũng đã được máy bay quân sự đưa đến một số bệnh viện ở miền nam nước Pháp để điều trị. Mỹ chấp thuận sử dụng bộ xét nghiệm virus Vũ Hán cho kết quả nhanh. Cơ quan Quản lý Y tế Hoa Kỳ đã chấp thuận cho sử dụng bộ xét nghiệm COVID-19 có khả năng phát hiện virus Vũ Hán trong vòng 45 phút và cho kết luận chỉ trong vài giờ thay vì vài ngày như các xét nghiệm hiện tại. Thiết bị xét nghiệm mới này được sản xuất bởi Cepheid, một công ty có trụ sở tại tiểu bang California, Mỹ. Công ty Cepheid cho biết các bộ xét nghiệm đầu tiên của họ sẽ sẵn sàng xuất xưởng vào tuần tới. Bộ xét nghiệm mới có thể giúp nhân viên y tế thuận lợi hơn trong điều trị bệnh nhân và hỗ trợ các bệnh viện phân bổ nguồn lực chính xác hơn. Trong bối cảnh các cơ sở y tế ở nhiều bang của Mỹ đang phải căng mình chống chọi với đại dịch, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ, FDA, đã cấp giấy phép khẩn cấp cho thiết bị. Trong hoàn cảnh nhiều cơ sở y tế đang thiếu thốn nghiêm trọng các bộ dụng cụ xét nghiệm virus Vũ Hán, các quan chức và nhân viên y tế ở nhiều bang của Mỹ đang nói rằng họ không thể làm đủ các xét nghiệm cho người nhiễm virus nCoV. Xét nghiệm tại điểm chăm sóc có nghĩa là kết quả được chuyển đến bệnh nhân ở các cơ sở chăm sóc y tế như bệnh viện, trung tâm chăm sóc khẩn cấp và các phòng cấp cứu, thay vì các mẫu xét nghiệm được gửi đến phòng thí nghiệm. Ủy viên FDA Stefan Ham nói về cách thức hoạt động của bộ xét nghiệm mới. Tổng thống Trump nói virus Vũ Hán đang làm tổn thương doanh nghiệp gia đình ông. The Hill cho biết, vào hôm thứ Bảy 21 tháng 3, Tổng thống Trump nói rằng đại dịch viêm phổi Vũ Hán đang làm tổn thương doanh nghiệp của gia đình ông. Tôi sẽ không nói rằng các vị sẽ làm ăn phát đạt khi các vị quyết định đóng cửa các khách sạn và doanh nghiệp của các vị, Tổng thống nói với các phóng viên tại Nhà Trắng khi được hỏi về tin tức cho biết tài sản của tập đoàn Trump đang bị ảnh hưởng xấu bởi virus.
Tôi không khó tính trong mọi thứ, vì vậy điều này thật tuyệt. Nhưng nó có làm tôi đau không? Vâng, nó làm tổn thương tôi, và nó làm tổn thương tập đoàn khách sạn Hilton, và nó làm tổn thương tất cả các chuỗi khách sạn lớn trên toàn thế giới, Tổng thống cho biết. Trước đó, vào hôm thứ Sáu 20 tháng 3, tờ Washington Post đưa tin rằng có ít nhất 4 tài sản của tập đoàn Trump đã đóng cửa và 3 khách sạn đã sa thải nhân viên do hậu quả của đại dịch. Trung Quốc yêu cầu công dân không được làm việc tại các hãng truyền thông của Mỹ. Theo hãng Fox News, vào thứ Sáu 20 tháng 3, Bắc Kinh đã yêu cầu ít nhất 7 công dân Trung Quốc không được làm việc tại các hãng truyền thông của Mỹ. Đây được cho là động thái góp phần gia tăng thêm sự căng thẳng và mối quan hệ vốn đã không nồng ấm giữa Washington và Bắc Kinh. Trung Quốc dường như quyết tâm đè bẹp các hoạt động thu thập tin tức của các hãng truyền thông lớn ở Hoa Kỳ tại Bắc Kinh lần này bằng các biện pháp trừng phạt đối với nhân viên là người Trung Quốc. Hành động này sẽ không ngăn được tình trạng ăn miếng trả miếng đang diễn ra giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, và có thể leo thang. Trung Quốc nên ngừng cố gắng kiểm soát và đe dọa các văn phòng tin tức nước ngoài và cho phép họ thuê nhân viên Trung Quốc một cách tự do và trực tiếp. Stephen Butler, điều phối viên chương trình châu Á của Ủy ban Bảo vệ Nhà báo cho biết, động thái này được đưa ra sau khi Trung Quốc tuyên bố hồi đầu tuần rằng họ đã cho hơn 10 nhà báo Hoa Kỳ từ Times, Washington Post, Wall Street Journal, Time Magazine và Vogue 10 ngày để rời khỏi Bắc Kinh. Triều Tiên nói Tổng thống Trump viết thư cho nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Hãng Reuters đưa tin, Triều Tiên hôm thứ Bảy 21 tháng 3 lên tiếng hoan nghênh bức thư của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump gửi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, nói rằng đó là một dấu hiệu của các mối quan hệ cá nhân đặc biệt và rất vững chắc giữa hai nhà lãnh đạo bất chấp những xích mích gần đây. Một quan chức cao cấp của chính quyền Tổng thống Trump xác nhận Tổng thống đã gửi bức thư và nói rằng đó là hành động phù hợp với những nỗ lực của ông để thu hút các nhà lãnh đạo toàn cầu trong khi đại dịch đang hoành hành. Tổng thống mong muốn tiếp tục liên lạc với Chủ tịch Kim, vị quan chức cao cấp cho biết. Tổng thống Mexico cảm ơn Tổng thống Trump vì đã không đóng cửa biên giới. Theo Reuters, vào hôm thứ Bảy 21 tháng 3, Tổng thống Mexico ông Andrés Manuel López Obrador nói trên Twitter rằng ông đã nói chuyện với người đồng cấp Hoa Kỳ Donald Trump và cảm ơn ông ấy vì đã không đóng cửa biên giới giữa hai nước. Ông López Obrador cho biết ông cũng đề xuất đẩy nhanh việc thực hiện thỏa thuận thương mại khu vực giữa Hoa Kỳ, Mexico và Canada, hiệp định USMCA nhằm thúc đẩy sự phục hồi kinh tế của các quốc gia. Dấu dương tính với virus Vũ Hán để được nghỉ phép có lương. Jeffrey Travis Long, 31 tuổi, đã bị bắt hôm 19 tháng 3 tại quận Spartanburg ở Nam California, Mỹ với tội danh gây ảnh hưởng đến sự an ninh và giả mạo ghi chú của bác sĩ, nói rằng anh ta dương tính với virus Vũ Hán, khiến cho doanh nghiệp nơi anh này làm phải ngừng hoạt động trong 5 ngày để khử trùng, theo Fox News. Ghi chú giả mạo viết rằng Long đã dương tính với virus COVID-19 và có thể trở lại làm việc sau 2 tuần vào ngày 27 tháng 3 sau khi qua được các bước kiểm tra sức khỏe. Ông Chuck Bright, cảnh sát quận Spartanburg, trong một cuộc họp báo ngày 19 tháng 3 cho biết ông không thể tưởng tượng được sự căng thẳng mà Long đã gây ra cho đồng nghiệp và người chủ của anh ấy. Theo tôi, dường như anh chàng này chỉ muốn có một kỳ nghỉ được trả lương 2 tuần, nhưng chúng tôi sẽ dành cho anh một chút thời gian ở khách sạn California, cảnh sát trưởng Dry cho biết. Nơi làm việc của Long cho biết Long đã bị sa thải. Xuân Hùng và Kiều Anh xin kính chào tạm biệt đến quý khán thính giả. Hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới. Kính chúc quý vị, gia đình và người thân một ngày tốt đẹp.